đang xem kênh của Tiền Dương. Thì hiện chị Dương đang có mặt tại dòng sông Macro. Hôm nay thì chị Dương đến đây để ghi thời gian của chùa Sàng Tre. Ngày đầu tiên tập tại dòng sông Macro, trong khi một thời gian là tập sinh dàn nước. Và xin mời cả chùa chính thức tập tại dòng sông Macro. Tại đường vua dòng sông Macro, chắc chắn là các bạn. Bây giờ xin mời cả nhà cùng xem và ghi ngon tập dẫn trên đường vua như thế nào nha. Chùa Sàng Tre đang quay lại nghe cả nhà, nghe khán đài của đôi dây ngon luôn nha. Năm nay thì chùa Sàng Tre xuống rất là sớm mà cả nhà. Với nước ngược bơi đều đều nha cả nhà. Bơi dữ nha. Các vận động viên đang xuống chắc thay người quá cả nhà. Thay người xuống bơi cả nhà. Mới nãy hình như là bơi được 2 vòng. Bây giờ thay người xuống bơi. Thay các vận động viên khác. Bây giờ đang cho ghe bơi ra để tiếp tục tập nha cả nhà. Thank you.
Gia đang quay đầu lại nha cả nhà. Mới nãy bơi lên nước ngược, bây giờ mình ra chuẩn bị bơi về nước xuôi. Đập thêm vòng nghe cả nhà mà có hồ rồi. Không thấy vận động viên luôn rồi cả nhà. Lên đèn ở thành phố lên đèn luôn rồi. Thì trời cũng đã tối rồi cả nhà, thì tập bơi này là tập bơi cuối cùng.